Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Titan Tech M7 Series, một dòng xe đạp địa hình để các bác sử dụng đi những con đường núi rất là đẹp. Titan Tech màu đỏ, đen, trắng, rất là thể thao và trẻ trung. Khung nhôm toàn bộ được chạy bộ chuyển động Shimano Atut, vành 26 inch. Bộ khung là khung nhôm, nước sơn nguyên bản Titan Tech. Được sử dụng bộ gối chuyển động Shimano Atut, tay bấm Atut. Phanh dầu Shimano. Chiếc xe thì đang được bán tại cửa hàng mức giá chỉ có là 6.400.000. Được những cái option rất là ngon của dòng Shimano. Đây bấm Atut phanh dầu. 6.4 có phanh dầu và có cả cuối lỗ luôn các bạn. Cuối lỗ thì chắc chắn là nó là bi vòng rồi, bi bật đạn này. Sử dụng 9 tầng lip. 9 tầng lip của đầy Atut 9 tầng lip và đây là 3 tầng đĩa. Chiếc xe có 27 tốc độ khác nhau. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là nó không còn giữ được cái độ mới và đẹp như trước, đã xuất hiện những cái vết xước ở trên khung không thể tránh khỏi. Toàn bộ xe là nguyên bản hết, từ ghi đông phút tăng rồi đến những cái cồn bát này, cọc yên này cặp vành nguyên bản theo xe hết. Lốp Maxxis, lốp còn tương đối là mới. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xoay xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt 55 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m59-60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Chuyển động rất mượt mà nên xuống nhẹ nhàng. Và cái giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 6.400.000 cho một chiếc xe đạp địa hình Titan Tech, khung nhôm, đi vòng cuối lỗ của Shimano Atut. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo ở trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.